Xin chào mừng tất cả các cô bác anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương Huyền Vi kính chúc cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, phát tài, phát lộc và hạn sự như ý à. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay sẽ review một lô 5m thuộc khu Y Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương Để cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn những ai mong muốn mua đất xây nhà À, xây chợ thì cả nhà hãy xem hết video này nha à, Và đây chính là lô đất Mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô bác các anh chị Lô đất này Vị trí bắt đầu từ à, Mép nhà bên này Đến vị trí cái cây à, Ngang 5 Dài 30 Dài tới dây điện phía đằng sau Tổng là 150 m vuông Thổ cư 100% sổ sẵn Lô này vị trí rất rất là đẹp luôn à, Đằng sau đó chính là Trường à, tiểu học Trần Văn Ơn và bên cạnh trường tiểu học đó chính là trường cấp 2 đang xây dựng nha cả nhà thì tí nữa em sẽ quay một vòng để cho cả nhà xem ở hướng này mà chạy ra đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn thì khoảng tầm 7 đến 800 mét thôi rất là gần luôn nha cả nhà dân cư ở đây ở cũng khá là đông đúc rồi 50 phần trăm rồi và đa số là xây phòng trọ là nhiều bởi vì nó liền kề với khu công nghiệp cắt khu công nghiệp khoảng tầm 800 mét thôi nha cả nhà rất là gần luôn hướng này chúng ta sẽ chạy thẳng vào khu công nghiệp thì bây giờ chúng ta nhìn lại lô đất thèn này thêm một lần nữa vị trí bắt đầu từ cái mép nhà đến vị trí cái cây là ngang 5 dài 30 dài tới dây điện phía đằng sau tổng là 150 mét vuông thổ cư 100 sổ sẵn thì bây giờ em sẽ lên xe em quay một vòng để cho cả nhà xem và hình dung vị trí của lô đất này à, nha cả nhà nha thực sự lô này rất là đẹp sau trường học giá cũng tốt nữa ngày xưa ở vị trí này mà một lô như thế này là tầm khoảng 1 tỷ tám nha cả nhà nha đường này cũng đất đẹp này bằng phẳng này dân cư đông này gần trường học gần khu công nghiệp cách khu công nghiệp khoảng 800 m thôi nhà cũng thấy xung quanh luôn và đa chạy từ vị vị trí mà chạy ra cổng trường Trần Văn ơn này trường tiểu học Trần Văn ơn này cả nhà rất là gần luôn nha cả nhà nên là ở đây chúng ta mua ở cũng được thích hợp cho con em mình đi học rất là gần phía chỗ xe tải phía đằng trước đó là vị trí đang xây trường cấp 2 đó ạ cả nhà cũng thấy là trường tiểu học lớn không ạ, à? rất là lớn luôn nè, à. mới xây xong nhìn rất là khang trang và hoàn tráng luôn. nên là tất cả các cô bác anh chị và các bạn những ai mong muốn đầu tư lô đất đó thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại em ghi trên video hoặc là kết bạn zalo thì em sẽ gửi thông tin sổ sách để cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn mình xem nha. Từ vị trí của lô đất là chạy thẳng xuống chỗ dưới, à, chỗ cái xe đang à, chạy qua lại đó. Chỗ mà à, rừng cái lùm cây đằng sau cái lùm cây đó chính là khu công nghiệp rồi nha cả nhà. Ai cả nhà cũng thấy là chỗ xe đi lại đó chính là đường ne 6, trục đường lớn chạy lên à, khu công nghiệp luôn. Đấy vị trí khá là đẹp. cái này chạy ra đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn cũng được này cả nhà. Đó đằng trước là phía cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn vì thế là vị trí khá là đẹp nên cô bác anh chị quan tâm thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé em xin kết thúc video ở đây ạ